Xin chào mọi người. Hôm nay mình lên một cái video giới thiệu với các bạn một chiếc máy phun thuốc bảo vệ thực vật của hãng Arimitsu. Đây là một cái thương hiệu nội địa của Nhật Bản các bạn nhé. Hàng này là hàng Nhật bãi đã qua sử dụng. Còn rất đẹp luôn. Con này thì nó sử dụng hệ thống bơm ti. Bơm ti cao áp các bạn nhé. Bơm ti này. Cái này là nó rõ nước từ cái vòi này nhá các bạn nhé, chứ không phải là rõ nước ở cái chỗ hệ cho cái hệ thống ti này đâu. Đây, nước ở đây nó rõ đây. Vừa nãy mình có thử một tí thì là nước nó rõ ra, không sao cả. Nước nó áp được từ trên nó nén xuống thì nó rõ ra thôi. Bơm ti 2 ti luôn các bạn nhé. Bơm 2 ti, bơm hệ luôn. Cực đẹp. Máy thì là sử dụng một cái động cơ Kawasaki. Kawasaki TG18 các bạn nhé. Đây, Kawasaki TG18 18cc thôi. Đấy, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, tuy nhiên là nó đáp ứng tốt cái công suất của cái máy bơm này. Công suất của nó đáp ứng tốt cho cái nén nước để sử dụng bơm này. Zin nguyên bản luôn, con này thì zin nguyên bản, không có thay thế sửa chữa bất kỳ một cái gì luôn các bạn ạ. Hàng về thì là cửa hàng có vệ sinh lại, vệ sinh lại bên ngoài và vệ sinh lại chế để cho nó nổ hoàn toàn là bình thường. Bình dung tích lớn các bạn nhé. Mã của con này là SD251K. SD251K thì là 25 lít nước. Bình 25 lít các bạn nhé. Bình 25 lít. Màu xanh này nó có gọi là màu xanh ngọc. Khá là đẹp. Bình này 5, 10, 15, 20 và 25 lít ở đây. Ba lô thì là còn rất là bài bản. Đẹp. Dây đeo này. Đầy đủ chức năng nhé. Đầy đủ chức năng và đầy đủ bộ phận. Đây là cái nắp của nó đây. Và đây là nọc rác đây. Nọc rác các bạn này. Còn nọc rác còn nguyên này. Bình nước này. Bình 25 lít. Khá là nhiều. Bác nào mà thích bơm ti và thích bình không bình dung tích lớn thì con này là một sự lựa chọn hợp lý. Bơm ti và 25 lít thì nó không phải là chuyện đơn giản nữa các bạn nhé. Khá là lớn đấy. Sau đây thì mình sẽ test lỗ và test bơm nước để cho các bạn thử nhá. Mình kê lên cái miếng vải này để cho nó đỡ rung ở trên cái mặt đá. Rất dễ khởi động lỗ, cái giật cái lỗ luôn nhé. Ra đến khi nó bắt đầu nước nó chảy ra rồi. Công tắc ở đây nhé các bạn nhé. Công tắc ở bên cạnh cái ca luôn.
máy rất dễ đổ, mình sẽ giật lại cho các bạn xem này. Nên mình tắt đi và giật lại nhé. Hết nước nha các bạn nhé. Khi hết nước không dùng nữa thì chúng ta vệ sinh lại cái bình. Nếu như chúng ta hòa thuốc rồi, chúng ta vệ sinh cái bình, chúng ta sục rửa và chúng ta xả cái nước đi. Đấy, xả cái nước ở bằng cái van này các bạn nhé. Xả nước thừa đi để cho khô, nước khô khan sạch sẽ. Xong chúng ta cất đi. Khi nào dùng thì chúng ta bỏ dùng. Bon này thì là bơm ti này và bình lớn 25 lít, nhưng mà giá của nó rất là hợp lý đó các bạn nhé. Giá cũng rất hợp lý. Bạn nào mà có nhu cầu mua hàng ấy, thì liên hệ với mình qua số Zalo là 0983 804 084 này đặt mua hàng nhé. Giá của sản phẩm và số điện thoại mình luôn ghi phần mô tả video. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.